Xin chào cả nhà, chào mừng đến với channel của Forever 25. Hôm nay đến hẹn lại đây, mình sẽ giới thiệu với mọi người thực đơn giảm cân của mình. Nhiều người cứ thắc mắc hỏi mình là làm sao mà một từ đứa béo ú, béo nú, béo nần. Cần 100kg mà giảm xuống còn có mỗi 70 cân mà có thân hình cân đối như này. Thì câu trả lời đơn giản của mình rất là đơn giản đấy, đúng không mọi người? My secret weapon, đó chính là miến rong. Mọi người biết đấy, nhiều người muốn giảm cân thì một là tập thể dục rất nhiều, thứ hai là cắt giảm chế độ ăn, đặc biệt là chế độ ăn nhiều tinh bột. Bởi vì mọi người biết đấy, khẩu phần ăn của người bình thường có đến 55% là tinh bột. Chính vì vậy mà giảm lượng tinh bột là cách tốt nhất để giảm cân. Nào ở các món ẩm thực ở Việt Nam thì toàn là các món nhiều tinh bột, nào là bún, rồi cháo cá, rồi cơm, rồi mì, toàn là những thứ ngập ngụa tinh bột, mà ăn như vậy thì không tăng cân vùn vụt thì mới gọi là lạ. Chính vì vậy mà bí quyết giảm cân thành công đó chính là thay đổi loại tinh bột mà bạn sử dụng, không cắt bỏ hoàn toàn, tuy nhiên sẽ thay đổi loại và lượng của nó, từ đó sẽ giúp cho chúng ta giảm cân. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với mọi người hai comfort food của mình rất là yêu thích, đúng không? Đây là món miến truyền thống với lại tôm he cũng như là trứng và các loại nấm, ăn rất là ngon đúng không? Này, mời cả nhà. Và loại thứ hai dành cho những người ăn chay đó chính là loại miến trộn chay, vô cùng hấp dẫn. Nào cùng thưởng thức với mình đi nhé mọi người. Hấp dẫn quá. Mọi người đang thắc mắc là miến thì cũng là tinh bột chứ có khác gì cơm với cháo hay là bún đâu. Nhưng thực ra miến là một loại tinh bột khác, đấy là miến rong. Loại tinh bột này ít calorie hơn và nó nở ra nhiều hơn, chính vì vậy bạn làm bạn no lâu hơn. Với thứ hai nữa là bạn ăn các loại miến, bún thì thường có nhất rất nhiều súp, tức là các loại nước rất là nhiều, chính vì vậy là bạn no nhanh hơn. Chính vì vậy mà giảm lượng hay là cái khẩu phần ăn của bạn xuống. Ngon chưa mọi người này? Một bát miến như vậy thì cũng đầy đủ tất cả các dưỡng chất cho mọi người. Nào có chất bột từ miến rong này, mà chất bột ít béo này, ít calorie này. Sau đó thì có các loại rau củ quả, như các bạn thấy này, có nấm hương này, mộc nhĩ này, có cà rốt này, có hành này, có gừng này. Rất là thanh đúng không? Toàn là những chất detox thôi, mà nó lại không gây béo, không gây mập, mà còn đầy đủ các loại. Các bạn nhìn thấy đúng là 5 loại màu khác nhau đúng không? Có nâu, có trắng, có cam, có vàng, có xanh, đủ các loại 5 loại ngũ hành đúng không? Rất tốt trong ẩm thực Hàn Quốc. Đây là miến Hàn Quốc các mọi người ạ. Hơi thiếu vị cay một tí, cho tí cay mà. Nên mọi người thấy đấy, ăn uống, ăn kiêng đâu có phải là nhất thiết là khổ sở đâu. Cũng có tôm tiết đều hòe này, ăn cũng thoải mái đúng không? Đừng có tự hành hạ bản thân với các loại cereal bar, xong rồi các loại diet formula, các loại thức uống giảm cân. Bởi vì các bạn biết đấy, việc giảm cân là một cái việc gì đó lâu dài. Bởi vì khi mà bạn thôi uống các loại thực phẩm chức năng hay là các loại thuốc bổ, thuốc giảm cân, thì một thời gian sau cơ thể của bạn sẽ phình lại như bình thường thôi. Và tốn tiền cho nó thực sự là một khoản rất lớn. Thay vì thế thì bạn có thể dành tiền cho một cái gym membership chẳng hạn, hoặc là chọn các loại thực phẩm tươi sống mà ăn. Ngọt thế.
Nhiều người cũng bảo mình, nếu mà có thời gian rảnh thì còn nấu nướng được, chứ còn nếu mà bận bịu thì thôi ra ngoài ăn take away cho nó nhanh. Nhưng các bạn nhớ rằng là thứ nhất là việc chuẩn bị đồ ăn thì không phải là tốn quá nhiều thời gian như các bạn nghĩ. Nếu mà bạn có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì chắc chắn là mình tin các bạn sẽ làm được. Ngày cuối tuần rảnh rang, ví dụ như dành bạn chỉ cần dành ra 1 đến 2 tiếng đồng hồ thôi, chuẩn bị những khẩu phần ăn nhất định, khoảng 5 đến phải 7 phần ăn cho cả tuần, và bạn có thể năng buổi trưa đi làm hoặc là buổi tối về ăn, thì chắc chắn mình nghĩ đây là điều hoàn toàn có thể thực hiện được. Bạn có thể dành thời gian 3 4 tiếng đồng hồ trên điện thoại buôn chuyện với mọi người, buôn chuyện với bạn bè, thì làm sao mà bạn không có thể dành ra 1 đến 2 tiếng để chuẩn bị thức ăn cho bản thân cho cả tuần được, đúng không? Thứ hai nữa là việc ăn các loại đồ ăn take away hay các đồ ăn bên ngoài thì rất là nhiều dầu mỡ và cũng chả biết được nguồn gốc thực phẩm ở đâu. Chính vì vậy mà đôi khi là loại bất cập hại. Nói là không không béo hay là ít đường, nhưng thực sự là béo hay là đường gấp đôi so với người bình thường. Chính vì vậy mà mình khuyên mọi người chân thành là tốt nhất là chuẩn bị đồ ăn ở nhà ngon, bổ, rẻ, sạch sẽ mà bạn có thể đo đếm được lượng hay là khẩu phần ăn. Ví dụ như là bên Mỹ, bên Úc hay là các quốc gia phương Tây thì khi khẩu phần ăn của nó lại kiểu to ú nù dành cho đến như nó lại gấp đôi người bình thường, thì làm sao mà bạn giảm cân được. Mà phàm tính ông Việt Nam, tính nông dân tiếp của, hay là ăn là phải ăn hết, nếu không thì lại lãng phí. Lại một bài ca là mấy đứa trẻ con châu Phi ở Ấn Độ chả có đồ ăn, trong khi mày thì bỏ phí đồ ăn. Thế nên chính vì vậy mà phàm anh nông dân là lúc nào cũng ăn hết, thế nên mới béo. Mà béo rồi lại đổ vạ cho số phận, lại bảo là có số tặng mới béo. Tất cả là do quyết định của bạn hết, đừng đổ cho số phận. Và đầu tiên là mình khuyên mọi người nên đặt mục tiêu ra và thay đổi lượng tinh bột cũng như loại tinh bột mà bạn ăn. Một cái nhúng tinh bột, ăn ít tinh bột thôi, nhiều rau vào, đảm bảo sẽ giảm được cân. Thứ hai là cố gắng là ăn các loại tinh bột mà nó no lâu với lại có nhiều nước ấy. Ví dụ như là ăn miến rong này, hoặc là ăn các loại đường kép hoặc là đường phức, ví dụ như là brown rice, tức là gạo lứt đấy, thì nó sẽ có lợi cho sức khỏe, nó no lâu hơn và nó sẽ làm giảm lượng đường huyết trong máu của bạn, cũng như là giảm tăng cân, thừa cân và béo phì. Cái này là do chuyên gia dinh dưỡng khuyên, không phải chỉ riêng mình đâu nhé. Và lời khuyên chân thành cuối cùng là đừng có tin mạng internet, đừng có tin những beauty blogger hoặc là fitness instructor, lại kiểu có cái màn vịt hóa thiên nga, uống các loại thuốc giảm cân mà họ giới thiệu không bao giờ hiệu quả, nói nhanh cho nó vuông, bởi vì họ được trả tiền để quảng cáo mà. Cho nên tốt nhất là hãy gặp các chuyên gia dinh dưỡng cũng như là tin từ cha mẹ của họ, bởi vì họ thực sự là quan tâm đến bạn, muốn cho bạn giảm cân cũng như là muốn cho bạn có được vóc dáng như ý. Tin lời chuyên gia đâu có bao giờ thừa đâu, đúng không mọi người? Thôi rêu rao thế là đủ rồi mọi người ạ. Bắt đầu thực hiện đi thôi. Cầm bút lên, viết ra kế hoạch của bạn trong vòng 3 đến 6 tháng tới, mục tiêu giảm cân. Sau đó thì nhớ comment cho mình và share, và hy vọng rằng mọi người sẽ có được kết quả như ý. Chúc kế hoạch giảm cân tốt lành. Hẹn gặp lại, cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem vlog của mình. Nhớ like, subscribe, đăng ký kênh và nhấn thích cái video của mình nhé, để cho những thông tin bổ ích này đến được gần hơn với nhiều người xung quanh. Cảm ơn mọi người.
chúc một buổi tối tốt lành, hẹn gặp lại.